Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Car Center. Ngày hôm nay thì chúng ta có đây một chiếc Volvo XC60 biển số Hà Nội, lăn bánh được 40.000 km và hiện đang được Car Center chào bán với giá để trải nghiệm trong thời điểm này là 1.699.000 đồng, có gia lộc thêm cho quý anh chị và các bạn. Xe một chủ từ đầu, biển số gốc Hà Nội quý anh chị và các bạn nhé. T6 CX60 2021, chúng ta có thể để ý đây những chi tiết, những cái đường nét sắc cạnh này được trau chuốt khá là tỉ mỉ và nhìn cũng rất là sang. Công nghệ của một chiếc xe an toàn bậc nhất thế giới đến từ Thụy Điển quý anh chị và các bạn nhé. Các mắt cảm biến này xếp rất là gọn gàng, phần cản, phần lipo, những chi tiết chrome bóng sáng và dòng chữ Volvo ở sau cốp. Cốp chúng ta sử dụng là cốp điện quý anh chị và các bạn nhé. Cốp điện bấm mở rất là tiện lợi luôn, có hai nút bấm ở phía trên. Và chiếc xe này là một chiếc xe gầm cao 5 chỗ nên chúng ta sẽ có một cái khoảng không gian để hành lý rất là rộng rãi này. Bên dưới thì chúng ta có lốp sửa cua quý anh chị và các bạn nhé, cùng bộ đồ nghề theo xe. Chúng ta có cả một phần đây, rèm để che phần cốp tách biệt. Xe thì chúng ta có thể bấm đóng mở cốp bằng nút ở cốp hoặc là nút ở trên chìa khóa. Đây. Toàn bộ phần lốp theo xe là dàn lốp và la răng 19 inch cùng dàn lốp Michelin. Lốp còn rất là dày. Về phần ngoại thất thì chúng ta sẽ đến phần ghế hàng ghế sau trước nhé. Đây, phần hàng ghế sau này chúng ta có cái chất liệu da rất là mềm và cao cấp luôn. Trông cũng khá là xịn sò quý anh chị và các bạn. Đây, ở đây chúng ta có bể tí tay có thể hạ xuống này. Ở trong này chúng ta còn có một nơi để đồ nữa cơ. À quên một chút. Đây này, cửa gió nhá. Cửa gió chúng ta sẽ ở phần hông. Hông của Cora. Của B. Gương kính chỉnh điện mà chúng ta có thể đây chỉ rất rõ ở đây. Khi mà mở gương chúng ta sẽ bấm hai nút này cùng lúc là chúng ta sẽ có mở và gặp gương nhé, chỉnh điện. Còn đây là nội thất ghế trước này, phần ghế có thể đẩy được đệm ra giúp chúng ta có thể ngồi thoải mái nhất có thể. Ghế chỉnh điện kèm đệm ghế. Ghế lái nhá, rất là mới và đẹp luôn. Chúng ta có cửa sổ trời panorama theo xe. Ghế lái và ghế phụ rất đẹp. Vô lăng thì chúng ta có tích hợp những cái phím bấm như là ga tự động này, tự động giữ khoảng cách với xe phía trước, ga tự động thích ứng thông minh, đàm thoại rảnh tay, tăng giảm âm lượng. Đèn đóm của chiếc xe này thì cũng là tự động hết rồi, chúng ta cũng không phải điều chỉnh gì cả quý anh chị và các bạn, chỉ việc để ở nấc tự động thôi. Còn đây này, những cái phần vô lăng, cái sự hao mòn nó chưa có xuất hiện nhiều trên chiếc xe này. Đây là phần màn hình cảm ứng này, điều khiển điều gió, cửa gió và điều hòa và những cái chi tiết khác. Theo xe chúng ta vừa có phím bấm kết hợp cùng cảm ứng nhá. Phần ốp vân gỗ, phải nói là phần gỗ, ốp vân gỗ theo xe của chiếc xe này nó rất là ưng mắt luôn. Đây, cần số, nút bấm đề nổ start tốt, chúng ta sẽ xoay sang như này quý chị và các bạn nhé. Nút điều chỉnh chế độ lái như những chiếc GLC,
phanh tay điện tử và auto hold, hai chỗ để cốc và đây sạc không dây, rất là đầy đủ. Và một chi tiết cá nhân em rất là thích trên mẫu xe này, chúng ta có ở đây, đây này, một chiếc loa ở phần táp lô giữa xe, loa mang thương hiệu Bauer & Wilkin, rất là hay. Trên xe là hơn 20 loa, hơn 20 loa, hệ thống âm thanh rất là tốt luôn. Cụm đèn hình chữ T ngược, búa tho ngược đấy, mọi người hay bảo thì. Càn 360 theo xe, cùng logo Volvo rất là nổi bật ở giữa. Cảm biến trước sau đầy đủ theo xe. Chúng ta hãy cùng nổ máy để xem qua một chút về chiếc xe này, anh chị và các bạn nhé. Này. Bước vào xe thì hầu như là mọi âm thanh bên ngoài, cách âm rất là tốt nhá, mọi âm thanh bên ngoài hầu như là không còn nghe thấy nữa. Đó. Chỉ cần vặn nhẹ cái là xe khởi động thôi. Phanh tay chúng ta đang bật. Đó, chúng ta có để ý này, một cái nước nhỏ đây giữ đây. Thì chúng ta có thể gạt tần số này về giờ. Và 60 view thì ở đây chúng ta có thể để ý nhá, thỉnh thoảng chúng ta sẽ thấy là có hai cái khoảng đen này, hai cái khoảng đen thì chúng ta bấm hai lần là bởi vì sao? Bởi vì gương chúng ta khi gập thì nó sẽ làm thành hai khoảng đen, khi chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ có một cái cam 360 hoàn chỉnh, anh chị và các bạn nhé. Đó, khi VR thì chúng ta sẽ hiện lập tức hiện cam luôn. Về số thì một đường thẳng thôi, rất là dễ dàng. $1,699,000, có hỗ trợ trả góp ngân hàng đến 70% giá trị xe cho chiếc xe này. Nếu quý anh chị và các bạn nào quan tâm thì đừng ngần ngại nhấc máy gọi ngay đến hotline của Car Center nhé. Một lần nữa thì em xin phép được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn trong những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.